Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: mỗi giáo phận có một nhà thờ chính tòa. Thánh đường Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma và là mẹ của tất cả các nhà thờ trên thế giới. Thánh đường là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, là nơi kín múc ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên con người, là nơi diễn ra mọi biến cố vui buồn của đời sống người Kitô hữu. Từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, cho tới khi nhắm mắt lìa đời, tất cả đều diễn ra ở nơi Thánh đường. Cho nên, Thánh đường là nơi hết sức quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chính vì vậy mà, mỗi khi chúng ta ra vào nhà thờ, tham dự các giờ cầu nguyện hay các lễ nghi phụng vụ, chúng ta cần ý thức nơi đây là nơi thánh, là nơi Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, cần ăn mặc xứng đáng, cử chỉ trang nghiêm cung kính để tránh tình trạng xúc phạm tới nơi thiêng thánh, tránh vứt rác, khạc nhổ hoặc làm dơ bẩn nơi thờ phượng. Thấy đồ đạc ngang tai trái mắt, hãy tự giác kê lại cho ngăn nắp, đúng vị trí. Khi tham dự các lễ nghi phụng vụ, đừng giữ thái độ thụ động, nhưng cần có thái độ linh động trong việc thưa đáp sốt sắng, hay qua các cử chỉ đứng, ngồi, quỳ theo chỉ dẫn của phụng vụ. Khi cử hành lễ cung hiến hôm nay, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng ngoài ngôi nhà thờ vật chất, chúng ta còn có một ngôi nhà thờ thiêng liêng là chính thân xác, linh hồn của chúng ta. Đây chính là một ngôi nhà thờ sống động đã được thánh hiến cho Thiên Chúa ngay từ khi ta lãnh bí tích rửa tội. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy luôn ý thức gìn giữ và bảo vệ ngôi đền thờ thiêng liêng này, để thân xác chúng ta luôn trong sạch, thánh thiện, xứng đáng là đền thờ nơi 3 ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen.